hoàng thế? Gặp thần tiên chứ có phải gặp thần tài đâu. Chẳng lẽ không cần làm việc à? Cô nghĩ lúc Kim Lăng tỷ tỷ còn nhỏ đã gặp cao nhân chứ không phải thần tiên. Tỷ ấy đã học từ họ một loại cầm âm, phàm ai nghe qua đều phải nói thật, từ đó sẽ không còn giả dối nữa. Nghĩa là sao? Tức là tiếng đàn có thể giải phóng linh hồn của ngươi bay lên trời. Sau đó ngươi có thể thông hiểu thiên cơ, hiểu được trí tuệ và văn minh nhân loại, từ phương trình phân tử đến lỗ đen vũ trụ. Không cần phải chém gió trước mặt con nít thế này đâu. Xin lỗi, kiến thức nhiều quá không kiềm chế được. Ăn rồi, đưa tiền đây. Bà xem những tên đàn ông kia kìa, thế gặp gái thì trong mắt muốn lọt ra ngoài. Có cần phải thế không? Phụ nữ chúng ta không bao giờ như thế. Phỏng rồi à? Phu nhân, bà sao rồi? Thanh Mai, ngươi đóng cả kiểu gì thế? Muốn bị đòn hả? Còn nhà đầu chết tiệt, để bà già này thừa cơ là mẹ ba phỏng hả? Ta nói cho cô biết, ta nhìn mẹ cô là ta đã ghét cô rồi. Bà ghét tôi sao? Trên người bà toan hàng giả, có ngon thì lột ra so với cái của tôi nè. Của ta là hàng giả hả? Ở đâu ra hàng giả? Cô xem cái nhẫn bông tai của ta đây, đều là hàng chính hãng cả đấy. Nếu không phải vì nhà cô có tiền, làm sao nhà tôi chịu cho con trai lấy loại đàn bà như cô về làm vợ? Đúng thế, tôi chả ưa gì cô. Ông nói cho tôi nghe xem chuyện này là thế nào. Tiểu thư, ngực của cô... Hay cho con yêu nữa, quá nhiên biết yêu thuật. Cũng may ta có chuẩn bị. Các vị đạo trưởng, ra tay đi. Bắt đầu tinh trận, yêu nữ mau hiện hình. Hiện hình đi. Thật ra tôi là tên bán thịt heo, còn tôi là người đổ phân, tôi là diễn viên. Nhưng mà chúng tôi đều có chung một lý tưởng, chính là âm nhạc. Hay quá. Cô đã phá hỏng hạnh phúc của Ngọc Phụng. Ta sẽ gả cô cho người đàn ông xấu nhất trấn này, Mao Đại Long. Ta sẽ khiến cả đời cô không ngày nào được yên thân. Hôm nay là tiết hoa đăng, ai nấy đều vui vẻ. Kim Lăng tỷ tỷ lại một mình lầm lũi xuất giá về nhà chồng. Cha mẹ tỷ ấy không đau lòng à? Cô nghe nói cha mẹ của Kim Lăng tỷ tỷ đã chết trong một trận ôn dịch. Cô ấy sinh ra không được bao lâu đã bị lão gia của Triệu phủ mua về làm a hoàng. Nhưng ai ngờ cô ấy càng lúc càng xinh đẹp. Mấy năm trước bọn họ dọn nhà đến Giang Nam, Triệu phu nhân vốn đã muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà từ sớm. Kim Lăng tỷ tỷ, đợi muội với. Kim Lăng tỷ tỷ. Thanh Mai, muội lại tự tiện chạy ra ngoài, nếu để bọn họ biết lại đánh muội nữa. Đánh thì đánh, muội đã quen rồi. Tối nay tỷ phải xuất giá, muội nhất định phải đến tiễn tỷ. Đều do lỗi của muội, hại tỷ phải gả cho tên Đại Long gì đó. Chỉ là cái tên thôi, chưa chắc là người xấu. Muội có tin thần tiên không? Tỷ thì tin đó. Tỷ tin rằng ngài sẽ để cho tỷ lấy được một lang quân như ý. Mau Đại Long. Một giờ nhang trước, tiệm Xuân Phong Mỹ Nhan Trang. Thì Văn Thắng, ta yêu chàng. Đừng khen lắm. Anh xem, đôi môi đỏ chót của huynh ấy đầy đam mê nhiệt tình. Chả trách trái đất bắt đầu ấm dần lên. Nếu tiếp tục như thế, hàng ngàn thiếu nữ chim cánh cụt, mấy bà nội trợ gấu bất cực sẽ không còn chốn dung thân nữa. Thiếu gia,
Bỏ thêm đuôi hươu vào trong trà, để bọn họ uống thêm vài ly, lát nữa họ sẽ càng nhiệt tình hơn. Được, thiếu gia. Ba người đàn bà đợi ngài từ sáng sớm, giờ đang bắt đầu ẩu đả với nhau. Đây là thư mà Phan Hâm Mộ gửi cho ngài, đem đốt đi. Cho ông già quá cố của ta ở dưới âm phủ đọc từ từ, để ông ấy biết con trai mình lợi hại đến thế nào. Tôi đã tách ba người đàn bà đó ra, thông minh. Có một người vui mừng đến mức đập vỡ bình hoa. Ti Văn Thắng chẳng thật vô lương tâm, còn bảo một ngày không gặp như xa 3 năm. Bây giờ nếu cộng lại thì hơn 100 năm rồi. Cha định bắt nạt cô Nhi Quả Mẫu như thiếp sao? Đợi đã, chẳng thật vô lương tâm. Lớp trang điểm của nàng sao thế? Bị phai đi à? Bút kẻ mắt. Sao một nét vẽ của ta chỉ có một chữ có thể hình dung nàng lúc này? Đẹp. Chẳng thật khéo ăn khéo nói. Sao tay nàng lại thô ráp thế? Nàng không dùng kem dưỡng ẩm của tiệm nhà ta sao? Hộp kem mới hết. Thật đau lòng ta. Người đâu? Đây thưa thiếu gia, cầm lấy. Ta đánh. Mau đưa vài thùng kem dưỡng ẩm đến phủ nhà phu nhân. Tại sao nàng lại làm như thế? Tại sao nàng không yêu bản thân? Tại sao nàng lại để ta đau lòng? Thiếp xin lỗi, xin lỗi. Lỡ như nàng có chuyện gì thì bảo ta phải làm thế nào? Lần sau thiếp không dám đâu. Còn lần sau nữa hả? Nàng hãy ngay lập tức trở về nhà thoa kem dưỡng ẩm ngay. Thoa nhiều vào để tối nay ta ghé phủ. Chàng còn bảo yêu thiếp, hôm nay là sinh nhật của người ta đó. Chẳng phải chàng bảo sẽ tặng quà cho thiếp sao? Nàng tưởng ta không chuẩn bị à? Đẹp quá. Ta đạp. Dám gạt ta ư? Ta đâu biết cô. Người giỏi lắm, quyền nhiều cô gái thế mà vẫn không nhầm lẫn. Bên trong còn ai nữa? Là tiểu phân của Phiêu Hương Diện. Cô ấy bảo đã tự mình chuộc thân rồi. Thắng Thắng, Phân Phân, nàng đến thật đúng lúc. Ta thật sự không thể chào tạm biệt nàng. Kể từ khi nàng cổ vũ ta, ta quyết định lên kinh ứng thí. Lên kinh à? Tiếp đã chuộc thân rồi. Tiếp còn tưởng sẽ được sống yên ổn bên chàng. Thế à, cũng được. Thế thì ta sẽ cao chạy xa bay, ẩn cư nơi thôn sơn với nàng. Vì tình yêu, công danh, lý tưởng, gánh nặng có là gì cơ chứ? Đi, chúng ta đi thôi. Không được. Tiếp không ích kỷ thế được. Chàng hãy lên kinh ứng thí đi. Còn nàng thì sao? Ta đi rồi, nơi này nàng cũng không tiện ở lại. Không sao, thiếp sẽ đến Phiêu Hương Diện tiếp tục làm cô nương đợi chàng về. Thế thì không được. Hay là nàng lên kinh ứng thí, ta ở đây đợi nàng. Khi nàng có được công danh, mau trở về đón ta. Thế đừng nghĩ nhiều nữa. Đi đi, tiếp đợi chàng. Ta đợi nàng. Ta sẽ đợi nàng. Mau Đại Long. Nửa giờ nhang trước, Phiêu Hương Diện. Lưu đại gia, sao lâu rồi không thấy đến? Làm việc đi, tiếp đại lý công tử kìa. Các vị đại gia chơi vui nhé. Cô nương xin dừng bước. Tiểu nữ Mai Thập Nương xin chào quan nhân. Tôi không hỏi tên họ cô là gì. Tôi chỉ muốn hỏi cô có giống như những người khác, đều đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Vẻ ngoài và ngoại hình chính là một lớp da bên ngoài. Làm người quan trọng nhất phải có trái tim nhân hậu. Xem ra những cô nương ở đây đều hiểu lầm công tử rồi. Nếu trong lòng công tử có tâm sự gì khó chịu, cứ kể hết cho thiếp nghe. Tiểu nữ rất sẵn lòng lắng nghe. Cô thực sự muốn nói chuyện với tôi sao? Vâng. Tốt quá. Cô có ngại để tôi gặp cô không? Không thành vấn đề. Công tử, tiểu nữ vào đây. Nếu cô không ngại, hay là để tôi đi ra. Dừng lại, đến nơi rồi. Mai Thập Nương, cô sao thế? Mau Đại Long. Muội đi trước đây. Tiết hòa đăng thì liên quan gì đến tên nghèo kiết xác như ngươi? Ngươi là đến Phiêu Hương Diện để chơi gái à? Ai mà dám lấy tên xấu xí nhà ngươi chứ? Đây là chuyện giữa phu thê chúng tôi, không liên quan đến ngươi. Huynh là Mau Đại Long. Chính là tại hạ. Cô nương là... Nô gia là thầy tử của huynh, Hứa Kim Lăng. Tướng công, chúng ta đi thôi.
Đại ca, Quỳnh làm gì thế? Quỳnh mau vào nhà đi, Quỳnh làm cái quái gì thế? Quỳnh không biết uống rượu giao bôi. Có ai sinh ra mà đã biết đi vệ sinh đâu. Quỳnh cứ học đi. Đi nhà xí làm gì phải học. Nó tự ra mà. Thế thì thuận theo tự nhiên, mau vào đi. Quỳnh sao thế? Quỳnh đã mấy chục tuổi rồi, mắc cỡ. Mụi ấy cũng có một cái khăn như thế mà. Chúng ta cùng uống một ly nhé. Để chúc huynh tẩu bạc đầu răng long, vợ chồng chung lòng, thọ tỷ nam sơn, phúc như đông hải, tiền tài dồi dào, cạn ly. Tiểu nữ tửu lượng không giỏi, không biết uống, hay là để muội đàn một bản cho mọi người nghe. Loại phụ nữ này thật biết lấy lòng đàn ông, để thấy đúng không? Nếu lát nữa nàng ấy đàn giỏi hát hay, nhớ thưởng tiền cho nàng ấy. Nghe hay không? Hay. Huynh rất thành thật. Còn huynh thì sao? Hay. Huynh đệ hai người lúc nào cũng đến kỹ việc uống rượu chơi gái sao? Đúng thế. Uống rượu chơi gái. Nhưng đệ không có. Tại sao? Vì đệ đã tự hứa với lòng, không thể làm gì có lỗi với tình yêu đầu. Tình yêu đầu à? Tình đầu của đệ là từ khi nào? Vào một ngày hè 18 năm trước, đệ đã gặp một cô gái ở bên suối. Cô gái đó đang làm gì? Giặt quần áo. Đệ thích nhìn cô ấy giặt đồ. Lúc cô ấy giặt đồ, giống như đang nói chuyện yêu đương với quần áo vậy. Không chỉ thế, sau khi giặt đồ xong, cô ấy còn rửa trái cây. Đệ chưa từng gặp một cô gái đáng yêu như thế. Dũng dĩ đệ đã hẹn gặp cô ấy lần sau, nhưng cô ấy không xuất hiện, chỉ để lại một cái vòng tay. Hay lắm. Loại phụ nữ này rất biết tạo không khí. Ngủ ngon. Xin lỗi, ngủ ngon, hẹn gặp lại. Quỳnh lại làm gì thế? Quỳnh hỏi nàng ấy quy tắc thế nào, nàng ấy lại đuổi ra ngoài. Sao thế? Quỳnh lại làm sai à? Tối qua huynh không ở trong đó ngủ à? Không có, nào dám chứ. Thế sau này huynh tính sao? Huynh nghĩ rồi, huynh không thể thay đổi bản thân. Huynh có thể làm nàng ấy thay đổi. Gần đèn thì sáng, đúng không? Huynh đã tìm cho nàng một công việc ở Phiêu Hương Viện, để nàng ấy thích ứng với cuộc sống phụ nữ có chồng. Huynh hết thuốc chữa rồi. Bộ quần áo để treo ở cửa sổ đâu rồi? Đem đi rồi, đi đâu? Đem đi giặt. Rửa trái cây à? Rửa trái vải. Cả chuối nữa.
không xong rồi. Không xong rồi. Đó là đại tẩu của mình. Không được. Huynh bị điên hả? Nửa đêm nửa hôm đứng sau lưng đệ. Làm gì phải kinh ngạc thế? Huynh không đứng trước mặt đệ thì cũng đứng sau lưng đệ mà. Đệ không nói chuyện với huynh nữa. Có chuyện gì à? Không có. Tiểu sinh đi ngao du sơn thủy, đi một hồi lại lạc đường. Anh xem kìa. Người nói dối. Quả nhiên là hồng nhan tri kỷ của ta. Biết ta chuyên nói dối lừa gạt người khác. Nhưng mỗi lần ta lừa gạt phụ nữ đều có lý do. Tình khốn đó lại trêu chọc gái nhà lành. Bởi vì tiệm xuân phong mỹ nhan trang của ta mới tung ra hai mẫu áo yếm mới, đang rất thích hợp làm người phát ngôn. Chẳng rõ ý nàng thế nào. Cái yếm đỏ đó là của vợ tôi. Lần trước tôi không có tiền trả tiền thuê nhà, hắn ta lại... Thù này tôi nhất định phải báo. Cái màu xanh là của tôi. Lần trước tôi không có trả tiền thuê nhà, hắn ta lại bắt tôi mặc cái đó đi diễu hành khắp các đường phố. Thù này tôi nhất định phải báo. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại công khai trêu chọc con gái nhà lành. Nàng hiểu lầm rồi. Ta là một người có giáo dục. Nếu người còn nói bậy nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta thích thế. Nào đến đây đi. Dãy dụa làm gì? Thì ra nàng thích chơi trò trùm mặt. Được, giằng co kéo đẩy. Tôi đẩy xa nhưng thật ra là kéo gần. Trò này hào hứng đấy. Hãy mở rộng vòng tay của nàng, đừng ngại ngùng. Đánh chính là yêu nào. Lưng khỏe, thận khỏe, đàn ông khỏe. Cứ thử ta đi, giằng thật không sợ lửa. Cảm giác rất gần, còn thiếu chút nữa thôi. Đúng rồi, kịch tính đấy. Đến gần hướng đông nam. Đi xuống hai ngã tư nữa. Cứ làm hết mình đi. Một mối tình đam mê nồng nhiệt cuối cùng đã bắt đầu rồi. Lần này ta tạm tha cho ngươi. Lần sau mà để ta gặp ngươi nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Không thể ở cạnh ngưng tử, ta mới thực sự sống không bằng chết. Tiệm Xuân Phong Mỹ Nhan Trang. Ngọc Phụng à, mẹ có vài việc phải nói với cậu của con. Con hãy đi chọn vài món mỹ phẩm, lát nữa mẹ sẽ qua đó. Con biết rồi. Chào cậu. Đệ lại sao nữa vậy? Đệ thất tình rồi biểu tỷ. Cái gì? Cái từ thất tình này hình như không có liên quan gì đến đệ cả. Ai thế? Không biết. Đệ chỉ biết nàng là Hứa Kim Lăng. Cột yêu nữ đó à? Tỷ quen nàng ấy hả? Chính nạ ta đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của Ngọc Phụng con gái ta. Cho nên tỷ bắt ả ta phải lấy tên Mao Đại Lòng xấu xí. Nếu muốn hại nàng ấy thì tỷ phải để nàng ấy lấy đệ mới đúng. Thiếu gia, ở chỗ đệ ăn ngon ngủ ngon. Đệ là đẹp trai như thế, sao ả ta xứng với đệ? Thế tỷ sai rồi. Loại vinh hoa phú quý này hại chết bao nhiêu thiếu nữ. Người giả tình giả nghĩa như đệ đã làm tổn thương biết bao trái tim cô gái. Tỷ tặng nàng cho đệ thì cũng giống như đưa nàng ấy vào địa ngục. Người nhà mà cũng không ngó ngàng, sao đệ nuốt nổi cơn giận này đây? Người đâu? Thoải mái rồi. Sao tỷ không nghĩ ra nhỉ? Đệ có mới nới cũ, một tháng sau sẽ bỏ cô ta. Vô lại à? Liên quan gì đến tôi? Không sao. Đau lắm phải không? Đừng sợ, ta không phải là lão gia nhà ngươi. Đến đây nào.
Tiền này là thưởng cho ngươi. Ta đánh thành công. Quả nhiên là người xấu. Biểu tỷ nghĩ ra một ý cho đệ. Bánh nướng. Bánh nướng đây. Ai bánh nướng? Bán búp bê đây. Bánh nướng đây. Búp bê đây. Này, nhìn gì thế hả? Xin lỗi, tôi mắc lé. Có giấy phép kinh doanh không? Không có, bán bánh nướng. Có chứng nhận vệ sinh không? Bánh nướng đây. Đã đăng ký chứng chỉ phòng cháy chữa cháy chưa? Không có, không có. Quan sai đến rồi, quan sai đến bắt người. Có con mắt tinh đời đấy. Có hứng thú với tiệm của ta không phải? Thì công tử, lần này nếu không phải mẹ tôi lâm trọng bệnh, tôi phải về quê chăm sóc bà ấy. Tôi thật sự không nỡ bỏ nơi phong thủy tốt khiến tôi phát tài giàu có như nơi này. Huỳnh thật có con mắt đó. Chỗ này của tôi có đủ hết mọi thứ. Tôi làm gì có nhiều tiền để trả tiền thuê chỗ này chứ. Đừng sợ, nếu như Huỳnh muốn lập nghiệp, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Huỳnh xem tiệm này của tôi nè. Tôi đã đóng 4 tháng tiền thuê nhà rồi. Trả hết tiền rồi. Lần này coi như Huỳnh gặp món hời rồi. Cáo từ. Này, tôi có tiệm nhưng không có khách. Các bạn học sinh, chúng ta đến rồi. Kể từ hôm nay, một ngày 3 bữa sẽ đến đây ăn bánh nướng. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Thầy à, thầy có bao nhiêu học sinh thế? 500 người, chưa tính lớp học thêm và học buổi tối. Để tôi đi quên tiền cọc. Nào, chúng ta trở về trường. Tài hạ chính là vô đầu bếp lương tri. Bọn tôi vốn ở trong cung, nhưng gặp kẻ gian hãm hại. Chúng tôi đến đây xin góp sức. Tôi biết Giang Nam có một đại dương nướng bánh thì đã đẹp trai đến thế. Không nói nhiều nữa, chúng tôi sẽ ủng hộ huynh. Không phải thế chứ? Chẳng lẽ ngươi chính là quý nhân ăn cứt ói ra ngọc mà cao nhân đã nhắc đến? Không phải thế chứ? Nếu thế thì tôi đã không bị người khác bắt nạt rồi. Xin lỗi. Chúng tôi không nên ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Ai dám bắt nạt huynh, tôi sẽ chém hắn. Thật cảm động. Để giúp anh lập nghiệp, đây là giấy phép kinh doanh. Còn đây là giấy ủy quyền. Còn nữa, chứng chỉ hợp vệ sinh. Còn đây là chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. Sau này, đội quản lý dân phòng sẽ giúp tiệm của huynh trông giữ xe khách. Quả là nhân gian hữu tình. Đây là gì thế? Không có gì. Thấy người vui mừng như thế nên giúp người in dấu tay lên đây. Ký hợp đồng 10 năm và giấy sinh tử. Vậy cái tiệm này sẽ là của ngươi. Phát tài rồi. Chúc mừng, phát tài rồi. Cảm ơn. Ta tay trắng gầy dựng cơ nghiệp. Hai người nói xem ta có lợi hại không? Sao lại không có phản ứng gì hết vậy? Thì ra hai người đã biết ta giỏi rồi phải không? Đừng để khí thế của ta làm ngợp hai người chứ. Nào, cạn một ly. Lúc nhỏ, đệ gặp tai nạn. Là đại ca cứu đệ. Cha, dừng xe. Mau dừng xe. Có chuyện gì thế? Có một đứa bé ngất xỉu bên đường. Lão gia, mau dừng xe lại. Lão gia, cẩn thận đường trơn. Nhóc, mau đỡ nó lên. Đệ tên gì thế? Không biết. Đồ ngốc. Huynh là Mao Đại Long. Hay là huynh gọi đệ là Mao Tùng nhé. Tuy rằng bọn đệ không phải huynh đệ ruột, nhưng trước giờ đệ luôn xem huynh ấy là đại ca ruột. Nếu huynh ấy đã cưới tẩu, tục ngữ có nói lấy gà thì phải theo gà, phải hợp nhau mới được. Tẩu không thử sao biết không hợp. Giống như trái táo này vậy. Nếu đệ cứ ép nó ở chung với trái chuối, nó sao có thể quen được. Lấy chuối theo chuối cũng giống như bắt trái táo giả làm trái chuối. Hàng ngày đều khoác lên mình vỏ chuối, cười cười nói nói. Để nói xem, như thế thì trái táo sao có thể vui được. Giả giờ thích một người đã rất đau khổ rồi, nhưng rõ ràng thích một người lại giả giờ không thích. Thế thì sẽ đau khổ hơn. Không được. Đệ đã có người trong mộng rồi. 18 năm trước là cô gái ở bên bờ suối phải không? Sao tẩu biết?
Muội chính là cô gái giặt quần áo bên bờ suối. Cậu nói gì cơ? Quỳnh còn lấy cái vòng tay của muội nữa. Không thể nào. Cậu nghe chuyện đó từ đâu thế? Sao cậu biết? Muội còn nghe thấy cuộc đối thoại giữa Quỳnh và một vị thần tiên. Sau đó Quỳnh ngất xỉu, rồi không còn nhớ gì cả. Hôm đó, nhân lúc Triệu phu nhân lơ là, muội đã gạt bà ấy bảo là ra bờ suối giặt quần áo. Thật ra thì muội chuẩn bị bỏ trốn rời khỏi Triệu phủ. Ai ngờ muội nhìn thấy Huynh ngất xỉu bên một tảng đá lớn. Sao cô lại nhìn tôi như thế? Huynh thực sự quên mình là ai sao? Tất nhiên tôi biết rồi. Không đúng. Không đúng. Đợi chút. Cô là ai? Sao cô lại nói thế? Cô là ai? Đừng sợ. Tôi cũng không biết mình là ai mà. Tôi là nha hoàn được người ta mua về. Kim Lăng. Đợi đã. Đừng đi. Sao cô biết tôi không biết mình là ai hả? Đây không phải là do tôi nói mà là thần tiên nói. Đừng đi. Nói cho rõ ràng rồi mới đi. Nếu Quỳnh muốn biết thân thế của mình, ngày mai cũng ở chỗ này. Quỳnh trả cái vòng tay cho tôi. Tôi sẽ trả cái đàn này cho Quỳnh. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Hôm đó muội không xuất hiện bởi vì muội bị người của Triệu phủ bắt. Muội đã từng đến đó tìm huynh, nhưng huynh đã không còn ở đó. Giờ huynh đã tin muội chính là cô gái đó chưa? Đại Long, mau dậy đi. Xảy ra chuyện rồi, mau mở cửa. Đại Long, xảy ra chuyện sao? Bọn đầu bếp của huynh đã gom hết đồ đạc bỏ trốn rồi. Đại Long, chuyện gì? Đại Tẩu, Văn Thắng đòi đóng cửa tiệm nhà huynh. Tại sao? Thì Văn Thắng. Đừng xô đẩy, lùi lại, đừng chen lớn. Không được đẩy. Tránh ra. Không được đẩy, đây là tiệm của tôi. Tại sao lại đóng cửa tiệm của tôi? Không đóng tiền nhà, tất nhiên phải đóng cửa rồi. Sao lại không có? Người thuê trước đã cho tôi tiền thuê nhà 4 tháng. Đó là người thuê nhà lúc trước. Hôm qua đã ký 2 tờ hợp đồng cho thuê mới với ngươi rồi mà. Một là tờ hủy tiền thuê nhà của người thuê trước, một tờ là tiền thuê nhà do ngươi trả. Xem đi. Gớm thế, đúng là dấu vân tay của Quỳnh. Đừng sợ, Quỳnh còn có nhiều khách hàng lắm. Sao có tiền trả tiền thuê nhà thôi? Ông chủ à, chết rồi. Học sinh của tôi bị cúm gà phải cách ly cả rồi. Không phải thế chứ, đúng thế đó. Họ có chuyện, sao ông vẫn không sao? Thật ra thì tôi... Ai bảo ông ta không sao? Tôi đâu có sốt, chỉ có 43 độ thôi mà. Đừng nói nhiều nữa, dẫn hắn đi. Định bắt tôi đi đâu? Trong các người, ai là Mao Đại Long? Là tôi. Theo tôi đâu có sốt. Ông không sốt như ông hối lộ quân viên. Ai cơ? Đi. Ai đã đưa hối lộ cho các ngươi? Là hắn. Bọn họ đổ oan cho tôi. Đổ oan à? Sao không đổ oan cho tôi? Đưa ông ta đi. Cứu tôi với. Không liên quan đến tôi mà. Đại ca, đệ, cứu huynh. Cứu huynh với. Đừng để hắn đưa muội đi. Nợ chồng thì vợ trả. Đi. Thả ra. Đi. Nàng tưởng hắn có thể bảo vệ được nàng sao? Từ nhỏ đến lớn hắn luôn bị ta bắt nạt. Hắn có thể bảo vệ được nàng thì đã không còn là con chó ăn cướp rồi. Đi. Người dám đuổi theo, ta đánh gãy chân ngươi. Thả tôi ra. Nhanh lên. Đại tẩu. Chết đi. Đừng đánh nữa. Đi chết đi. Đứng yên. Thêm nữa này.
Đừng đánh huynh ấy nữa. Muốn đấu với ta sao? Người là tên rác rưởi vô dụng. Người là tên chó ăn cướp. Đại ca của người cũng là chó ăn cướp. Các người cả đời này coi như tiêu rồi. Hay là đi chết đi. Chết rồi đầu thai kiếp sau nhớ làm đại gia. Mình vô dụng. Mình đáng chết. Mình không cứu được đại ca. Ngay cả người phụ nữ mình yêu mình cũng không cứu được. Mình đáng chết. Gì thế này? Đó là đại tẩu mà. Mình thật vô dụng. Mình chết đi cho rồi. Lớn có cách chết của lớn, nhỏ có cách chết của nhỏ. Mình nghĩ kỹ rồi, dùng dao nhỏ an toàn hơn. Đau có cách chết của đau, không đau có cách chết của không đau. Chết tiệt, rốt cuộc ngươi có muốn chết hay không? Giờ tôi đi chết đây, huynh đừng mắng nữa. Khách quan, tôi có thể giúp gì được huynh? Xin hỏi thạch tín có tươi không? Bán thế nào? Thật xin lỗi, đã bán hết thạch tín rồi. Thế còn hạt đỉnh hồng? Hạt đỉnh hồng cũng hết hàng rồi, chưa nhập hàng lại. Huynh chơi tôi sao? Nhiều người mua thế, dùng để nấu canh à? Đúng thế, có thể nấu canh. Uống chung với nước cũng được. Dù sao cũng tự sát mà, đúng không? Gần đây có nhiều người tự sát lắm à. Động đất, sóng thần, thiên tai. Quá thật hết cách rồi. Nhưng mà huynh không cần nản lòng. Tiệm thuộc của chúng tôi có rất nhiều độc dược khác. Để tôi giới thiệu cho huynh lọ này. Tuyệt mệnh tửu, ngâm lâu lắm rồi. Uống một ngụm, đảm bảo sống không bằng chết. Thêm ngụm nữa, ngũ tạng lục phủ lập tức thối nát. Nhưng điều đáng nói ở đây là huynh có thể hoàn toàn tỉnh táo. Có thể cảm thấy sự đáng sợ của cái chết. Loại rượu này được đấy, nhưng không hợp phong cách của tôi. Có loại nhẹ nhàng chút không? Thế thì thử cái này. Đây là hóa cốt thảo, không lạnh nhưng rung bần bật. Hãy nhớ, sắc thuốc với 4 chén nước thành 1 chén. Cách 8 tiếng uống một thang, uống sau khi ăn cơm. Sau khi uống liên tục trong 49 ngày thì chuyển sang uống cử sáng lẫn tối. Có khách uống suốt nửa năm, bắt đầu liệt nửa người. Thế thì khi nào chết? Ông ta sống trong 3 năm vẫn chưa chết, nên bắt đầu có ý định muốn chết. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Cảm ơn ý kiến quý giá của huynh, tôi sẽ suy nghĩ. Muốn chết mà còn keo kiệt, lên núi Trùng Dương tìm một cái cây rồi treo cổ cho xong. Hoặc tìm một vực sâu nhắm mắt nhảy xuống đó, không cần tốn tiền nữa. Các vị, ai muốn chết xin mời vào trong. Sao thế? Điểm nóng tự sát. Lên đường bình an. Chết no còn hơn chết đói. Nào, ăn một cái bánh bao rồi lên đường bình an nhé. Cảm ơn. Chú cổ. A Tùng. Là cậu sao? Hay quá, trước khi chết mà còn có thể gặp chú. Sao chú lại ở đây? Đến đây tất nhiên là để tự sát. Bây giờ là mùa cao điểm tự sát mà. Có rất nhiều người xếp hàng chờ tự sát. Cậu đến đây làm gì? Tôi và đại ca bị kẻ gian hãm hại. Con trai tôi cũng bị kẻ gian hãm hại. Thiên Lạc ở đâu? Nó đang xếp hàng ở trên kia kìa. Đang đợi tông tường chết. Hai đứa lâu rồi không gặp. Hay là trước khi chết gặp mặt một lần đi. Thiên Lạc. Tôi đây, Tùng hả? Chú cậu bảo tôi trước khi chết đến gặp mặt huynh một lần. Thế xin hỏi cha tôi đã treo cổ chết chưa? Chưa. Nhưng mà ăn xong cái bánh bao thì đến lượt ông ấy. Mọi người, cuộc đời của chúng ta sắp hết rồi. Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu tông tường chết. Thơ hay, thơ hay. Nếu như tôi có thể như các huynh, trước khi chết có thể có nhiều cảm tác thơ thế, thì chết cũng không hối hận. Tôi để ý huynh lâu rồi, huynh muốn làm gì? Huynh cố tình thân cận làm quen với họ. Thế thì đã sao? Quá rõ ràng là huynh muốn chen ngang hàng. Chết rồi à? Shakespeare, CEO tương lai, tinh cầu B16 của chúng ta, trốn ở trái đất lâu như thế, chỉ để trốn khỏi sự truy sát của Hắc Đế Dương sao? Sao bí mật này bị phát hiện thế? Đúng thế, Thiết Kim Cang. Cho nên bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt sát thủ mà Hắc Đế Dương phái đến, trừ khử CEO tương lai của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ không thể trở về nước. Nhưng chúng ta không biết CEO tương lai và tên sát thủ ở đâu. Bọn họ thích nhất nhập vào cơ thể người. Chỉ cần họ hiện thân, mấy đại nhãn thiên tế này sẽ thông báo cho chúng ta hay. Tiêu rồi, nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Chúng ta không thể trở về tinh cầu B16, phải lang thang ngoài vũ trụ. Phải làm sao đây, Thiết Kim Cang? Ai biết, đều cho tên khốn đó. Bảy lỗ chảy máu mà ngươi vẫn chưa chết sao? Kỳ lạ lắm hả? Bảy lỗ chảy máu không nhất định phải chết.
Nếu đã chết thì chưa chắc gì là bảy lỗ chảy máu. Hai người lén lén lút lút nói chuyện B16 gì cơ? Hắn nghe thấy rồi. Chạy lại các ngươi là sơn tặc sao? Tôi sẽ báo quan. Này này, không thể để hắn tiết lộ hành tung chúng ta. Nếu để sát thủ của Hắc Đế Dương biết thì hỏng chuyện lớn đó. Đi thôi, nói xong mới đi được. Tiểu nhị, thêm nước. Khách quan có ngay. Cẩn thận. Sao thế? Cẩn thận. Cẩn thận. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi thấy, từ từ nói. Thấy gì? Thẻ gì? Thẻ âm nhạc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thưởng cho người đấy. Đừng hát nữa. Cảm ơn ông. Lại trúng trứng chim. Bài này là tác phẩm của nhà soạn nhạc mất đơn đơn của tiên cầu B16. Không nói nên lời. Sao tôi lại xui xẻo như thế? Nghe nói một hôm mất đơn đơn ăn một cái bánh mì bịt mắt nghẹn. Không nói nên lời. Tôi vẫn tiếp tục cất cao tiếng hát. Không nói nên lời. Chó ăn phân. Lần trước bảo người đi chết sao không đi hả? Đi đi, cút. Còn học người ta hát nữa. Hát dở như thế, chém hắn đi, chém. Thẻ gì? Thẻ cung phu. Đàn chỉ thần thông. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hàng Long thập bát chưởng. Hình như không có động tĩnh gì hết. Hình như không có chuyện gì hết. Tùng, tha cho tôi. Người lớn đừng ghi hận trong lòng. Xảy ra chuyện gì thế? Mau qua xem. Sao thế? Chúng ta không thể nói cho anh ta biết thân phận của chúng ta. Thế thì giết hắn đi. Điên hả? Có phải không vậy? B16 chúng ta sẽ làm những chuyện mờ ám đó sao? Dựa theo những kiến thức tôi biết về lịch sử loài người, tôi tin rằng thứ mà họ thích nhất chính là mê tín. Người thật sự muốn biết thân phận của chúng ta sao? Là thần tiên. Thần tiên à? Nói lại đi. Thần tiên. Tôi có thể nói lại được rồi sao? Chỉ có thần tiên mới có sức mạnh thế này. Thế có thể giúp tôi cứu đại ca và đại tẩu của tôi không? Giúp người không thành vấn đề. Nhưng tinh cầu B16 bọn ta, thần tiên B16 chỉ có thể giúp người không bị người cắt ức hiếp. Tuyệt đối không giúp người giết hại người vô tội. Được. Tiểu thư, nước đủ nóng chưa? Thêm tí nữa. Dân. Sao rồi? Mấy ngày rồi chưa ra khỏi cửa.
Thi đại nhân đến. Nương tử, hôm nay nàng có tâm trạng ra ngoài dạo chơi không? Ta thấy không khỏe, không muốn đi. Không sao, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta lại đến, cáo từ. Phụ nữ cũng giống như thời tiết vậy. Ví dụ như vào mùa đông, da họ sẽ khô cằn. Đừng vội, để họ dưỡng ẩm, người họ sẽ khô. Biểu tỷ, môi trên môi dưới của tỷ đều khô cả kìa. Tình tiểu tử này, dám trêu biểu tỷ sao? Các người hãy ra ngoài đi. Dân, ra ngoài. Rõ. Chẳng phải bảo bà ra ngoài sao? Sao bà vẫn còn ở đây? Hẳn cô vẫn còn nhớ người đó. Nhìn mặt cô là biết. Ai hả? Tất nhiên không phải đại quan nhân của chúng ta rồi. Là người yêu đầu của cô. Sao bà biết? Hắn ta cũng rất nhớ cô. Cái gì? Việc này bà cũng biết sao? Tất nhiên tôi phải biết rồi. Hắn ta đang dùng dao chĩa vào tôi, bắt tôi đưa đến đây để gặp cô. Chết tiệt. Bà đừng làm bậy đấy. Tôi sẽ giết bà. Anh yên tâm, tôi rất tôn trọng nữ quyền, yêu đương tự do. Đầu óc của tôi rất phóng khoáng. Bà thì biết gì chứ, bà già, tôi không biết sao? Mấy chục năm trước, tôi cũng là một người tự tưởng tiến bộ, dám yêu, dám hận. Người ta gọi tôi là thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm, hấp dẫn. Tôi mặc kệ, hai người tự giải quyết đi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Cuối cùng, huynh cũng đã đến. Đúng thế, đệ đến rồi, đệ dẫn tẩu về gặp đại ca. Đại ca gặp tẩu nhất định sẽ rất vui. Ở đây ăn ngon ngủ ngon. Sao mùi có thể bỏ đi như thế chứ? Tẩu nói gì? Kẻ nghèo kia, huynh về đi. Sao không nghĩ xem huynh đệ hai người sao có thể nuôi nổi mùi? Sao tẩu lại trở thành người tham vinh hoa phú quý thế này? Vốn dĩ mùi là người như thế mà. Chỉ là trước đây không có cơ hội thôi. Nếu hai người nhiều tiền như hắn, có thể chuộc thân cho muội. Đến lúc đó muội ở bên hai người bao lâu cũng được. Tẩu nói không thật lòng mình đúng không? Muội giống nói dối lắm sao? Tẩu được lắm. Tại sao không nói cho anh ta biết? Anh ta là thần tiên. Có phải không vậy? Sao bà cái gì cũng biết thế? Cô tưởng tôi muốn thế sao? Ngày nào nằm mơ cô cũng lẩm bẩm chuyện người yêu đầu của tôi bên tai tôi. Còn báo gặp thần tiên này nọ. Ép tôi phải biết nhiều chuyện của cô. Tôi nghe mà thấy phiền. Còn nữa, đừng nói với tôi chuyện hai người. Tôi không muốn biết. Tôi biến đây. Sao lại trở nên tham tiền thế này? Mình nhất định đưa tàu ấy trở về bên đại ca. Sao thế? Phóng lửa giết người, các người sẽ không làm. Tôi chỉ hy vọng biến là mấy trăm lượng vàng để tôi chuộc tàu ấy về. Nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, vi phạm quy tắc của hội chứng giám. Là sao? Không được, biến ra tiền tức là gạt người. Thần tiên có thể giúp người, không thể gạt người. Không phải, quên nghe tôi nói đi. Chàng đừng đi mà tướng công. Cảnh ra, tôi cảnh cáo cô đừng bám theo tôi. Đừng đi mà tướng công, buông tay ra. Tiếp việc chàng sinh hạ hai người con, vất vả hơn nửa đời người. Thế mà giờ chàng muốn bỏ đi sao? Tôi cũng chịu đựng hơn cả nửa đời người. Nếu lúc đầu không phải vì tham gia vào nhà cô, sao tôi có thể chịu đựng sống chung với ả xấu xí thế này hơn nửa thế kỷ? Chàng đừng đi. Mọi người, có nhận ra cô ta không? Bây giờ tôi tặng cô ta cho mọi người, có muốn không? Đừng đi mà. Biến ra tiền bạc không được, giúp người thì được chứ gì? Đi theo tôi. Hắn ta đang lợi dụng quyền lợi. Đúng thế, đi thôi. Có cần tôi giúp cô cho hắn một bài học không? Cẩn thận. Anh hùng, huynh cho hắn một bài học cũng vô ích thôi. Giúp tôi trở nên đẹp ra mới có ích. Nói thật, tôi không giúp cô được. Nhưng họ có thể giúp cô. Bọn họ ăn mặc kỳ quái thật. Là người gì thế? Đến đây nào. Xoay qua coi nào. Người đẹp. Tôi biết rồi, họ là giang hồ thuật sĩ. Đến đây là biến phép. Đúng thế, lời huynh nói có thật không? Cút đi.
Tôi thêm 10 lượng nữa. Cút đi. Người đẹp. Vợ à, mặc kệ bọn cầm thú này đi. Người mới là cầm thú, đánh hắn cho tôi. Ai đánh hắn, tôi sẽ uống rượu với người đó. Có cách rồi, lần này nhất định sẽ giành lại được đại tẩu. Hắn lại muốn làm gì? Anh hỏi hắn, hỏi tôi sao tôi biết? Các vị hương thân phụ lão, hôm nay tôi sẽ giới thiệu sản phẩm mới. Tên gọi là collagen. Thành phần của nó bao gồm chân heo, hải sâm, tai heo, phụng trảo. Khỉ thật, hôm nay chẳng thấy khách nào đến cả. Còn một chuyện nữa, phụ nữ sợ nhất chính là mụn và nám. Mọi người chỉ cần dùng cái này của tôi, bánh nướng 3D lập thể phục hồi nhiều chức năng, cộng thêm quang tử LCT. Hết mụn rồi. Sau quá trình kháng viêm, diệt khuẩn, cung cấp chất dinh dưỡng, thì sẽ đem đến một gương mặt rắn sáng. Không chỉ thế, miếng bánh này có thể để lại để làm bữa sáng không hề lãng phí chút nào. Tôi muốn một cái. Ai muốn mua sản phẩm này? Tôi nữa. Từ từ thôi, từng người một. Ta cúng bái ngày cả ngày đêm. Ngài không giúp ta mà giúp hắn à? Biểu tỷ, không cần nói nữa. Chuyện của Mao Tùng trong trấn không ai không biết. Ra ngoài, ra ngoài. Chuyện Hứa Kim Lăng nhất định phải giải quyết nhanh gọn. Nói thẳng ra đi. Đưa đệ mê giang dược. Đệ tưởng ta là ai? Người xấu. Hai loại thuốc này gọi là bột dính hấp dẫn. Vào giờ tí, chỉ cần nam nữ mỗi người uống một loại. Biểu tỷ, trong này chỉ còn hai người chúng ta. Cần gì phải chui xuống dưới bàn nói chuyện? Ta là người có vai vế tiếng tăm. Bị người khác phát giác làm việc này sẽ không ổn đâu. Thì ra tỷ cẩn thận và không muốn khoa trương đến thế cơ à? Uống hết chén này. Đưa chén này cho cô ta uống. Ta sẽ ở bên ngoài canh chừng cho đệ. Nhanh lên nhé. Nương tử, là ta đây. Canh này do ta tự tay nấu. Tranh thủ uống khi còn nóng nhé. Để ta uống. Cứ để cho ta. Lần này thì ngươi trúng kế ta rồi. Hay lắm. Ta ra ngoài đây, nằm nghỉ ngơi nhé. Là đệ đây. Huynh đến tìm muội làm gì? Tên khốn đó đã bỏ thuốc vào trong canh, tẩu không được uống. Sao thế? Muội yêu huynh. Huynh không yêu muội sao? Hứa Kim Lăng, ta yêu muội. Các người. Tỷ, mau đi thôi. Huynh không nói rõ với đại ca, muội sẽ không đi đâu với huynh. Ta về sẽ nói lại với huynh ấy. Đi mau. Này, các người không được chạy. Từ lâu ta đã muốn đập ngươi rồi. Con tiện nhân khốn kiếp, uổng công ta chiều chuộng ngươi. Không giết ngươi, ta thề không làm ngươi. Đồng ý, ta sẽ dẫn đệ đi núi Hảo Hán mời sát thủ. Tiểu quen sát thủ à? Bạn trai cũ của ta được mệnh danh là sát thủ của các thiếu nữ, nghĩa đại ca. Còn hôn nữa à? Cái hôn này tặng tỷ miễn phí đó. Cảm ơn tỷ đã giúp đỡ đệ. Lão Tùng, người mà ta không có được, ngươi cũng nên không có được. Ta vô dụng như thế mà muội vẫn thích ta sao? Từ nhỏ muội thường bị bọn họ đánh. Nhưng mà cho dù thế nào, muội cũng không rơi nước mắt. Một ngày, một người rất ghét muội đã hỏi muội, có phải người không có nước mắt không? Muội không trả lời. Không phải muội không có nước mắt, chỉ là không dám rơi ra. Muội không muốn để người khác thấy muội có cảm giác.
Huynh thích con nít không? Chúng ta có cần tổ chức tiệc không? Mà thôi, sợ đại ca của huynh ngại. Huynh thấy sao? Đúng thế. Hay là để sau nói nhé. Đệ đệ của ta chắc sắp về rồi. Nó biết tôi không sao chắc sẽ rất vui. Mùi đợi tin tốt của huynh. Đệ đệ, đại ca. Đệ đệ, hai người bạn của đệ thật lợi hại. Không những trả hết tiền nợ mà còn rửa sạch tội cho huynh nữa. Sao đệ lại ra nhiều mồ hôi thế? Thế hả? Mặt mày xanh xao, làm chuyện xấu à? Không có. Theo như lịch sử nhân loại, khi đàn ông có vẻ mặt như thế, nhất định là đã vụng trộm với vợ của người khác. Chỉ cần bí mật đã bị lộ, người phụ nữ đó sẽ vội vàng bỏ chạy. Thế hả? Đệ đệ, để vụng trộm với vợ của ai thế? Không có. Ấp úng gì chứ, có gì cứ nói ra. Nói đi. Đệ, làm sao? Đệ... Thật ra đệ không có gì để nói cả. Huynh trở về thì đệ và đại tẩu rất vui. Sao giống vợ của huynh thế? Đệ đệ, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo. Đệ là em trai của huynh. Xin lỗi đại ca. Xin lỗi đại ca. Đệ đệ. Tôi đã kiểm tra tủ quần áo của hắn. Hắn có rất nhiều bà vợ treo ở trong tủ quần áo. Chẳng phải người bảo dẫn bọn ta đi tìm sát thủ à? Đi thôi. Bảo huynh nói mà huynh không nói. Đi theo muội thì có ích gì? Những điều nên nói cũng không dám nói. Ngay cả đá mà cũng không biết tránh. Đồ ngốc. Các ngươi muốn tìm sát thủ phải không? Đây này. Thật hả? Tất nhiên là thật rồi. Cô ta là sát thủ của các ông già. Không phải thế chứ? Râu cũng mọc cả ra rồi. Còn không phải sao? Ngươi thật sự muốn giết CEO của bọn ta sao? Tôi không chỉ muốn giết CEO. Thế là đàn ông, tôi đều giết. CEO mà họ nói, thật ra không phải là người. 18 năm trước, hắn đến đây bởi vì tinh cầu B16 có kẻ tạo phản. Hắn chạy đến đây để trốn. Cô hiểu không? Không hiểu. Cô không hiểu mà chăm chú nghe vậy. Không sao, chỉ cần có tiền là được. Công ty chúng tôi tính tiền theo giờ. Những khách hàng đến đây đều nói nhảm. Tối qua có người nói anh ta là Tôn Ngộ Không. Giờ anh ta là Thiết Phiến Công Chúa. Sinh một đứa bé tên là Kim Cang. Xin chào, 3 con 6, tướng hỷ tài, ngũ thôi khủ, 8 con ngựa, tạp tinh chiếu, 7 người giỏi. Mùi ăn dưa hấu rồi bớt giận đi. Bớt giận à? Đừng giận nữa. Ai thèm giận huynh chứ? Muội đang nghĩ thần tiên không thể nói dối, đúng không? Có nhớ ngày muội hẹn huynh gặp mặt không? Muội định nói cho huynh biết thân thế của huynh. Chủ công, để tránh hắc đế dương tìm ra ngài, trốn ở trong cơ thể người là an toàn nhất. Tổ tiên chúng ta cũng từng dùng qua cách này. Đợi đến khi cài lớn lên, sẽ giống như phụ vương ngài, có năng lực nắm giữ toàn vũ trụ, thống lĩnh chúng thần đánh bại cái ác, đem lại hòa bình cho vạn vật. Khi tôi rời khỏi ngài, ngài sẽ không nhớ thân phận của mình nữa. Cho đến khi ngài tái hiện hình dạng thật, để tránh kẻ ác người xấu hãm hại, chúng tôi sẽ để lại cây đàn nói thật cho ngài. Nếu gặp người có tà niệm với ngài, ngài chỉ cần gãy đàn thì bọn chúng sẽ hiện nguyên hình.
Điều muội nói là thật à? Việc này lẽ ra muội phải nói cho huynh biết từ sớm. Bây giờ mới nói thì muộn quá rồi. Lại là bà. Cách xuất hiện thế này tất nhiên là tôi rồi. Bà đến tìm tôi làm gì? Cô tưởng tôi muốn đến sao? Tôi cũng không biết tại sao các người lại thích nói bí mật bên tai của tôi. Trình khốn thì Văn Thắng này bỏ tiền thuê sát thủ giết cô. Tôi sẽ không để người khác uy hiếp đâu. Người đâu? Muội để bà ta xuống nước rồi. Người tên gì? Có phải người đến để báo tin không? Không phải, muội ấy là Hứa Kim Lăng. Tiểu tử, bọn ta không làm chuyện lỗ vốn. Ta đã nhận tiền của người khác đến để đối phó cô ta. Người cút đi cho ta. Có chuyện gì? Chạy mau, đuổi theo. Anh báo, có cần phải dùng đến axit không? Tôi đã phát minh ra một trái bom. Bom gì chứ, nổ bùm đó. Đuổi theo bên này, được. Ta biết muội rất đau. Muội cố chịu một chút. Nghĩa đại ca. Nghĩa đại ca. Đại ca, sao thấy Thiết Ngưu? Tìm thấy chúng rồi, ở bên kia. Giết hết, rõ. Chính ánh mắt này đã hạ gục biết bao con tim thiếu nữ. Dừng lại, ở bên này, đi thôi. Đại hòa thượng, tôi có bom này. Chết tiệt, chưa nói hết mà đã bắn tôi rồi. Muội cố chịu nhé. Không sao đâu. Mau đi đi, cứ mặc kệ muội. Mục tiêu của chúng là muội không phải huynh. Chạy đi, không được, có chết thì chết cùng nhau. Mau đi thôi, chạy đi. Muội đi chung với huynh đi. Mau chạy đi. Đại ca, có người thấy họ lên núi. Giết hết. Chính ánh mắt này đã hạ gục biết bao con tim thiếu nữ. Nghĩa đại ca, người là ai? Tôi là Lôi Đình Hỏa, không nhớ à? Có hơn 100 người, ai nhớ chứ? Xông lên, giết. Phía trước hết đường rồi. Hết đường rồi. Khi muội nhìn thấy huynh vẫn còn giữ vòng tay của muội, lúc đó muội đã rất vui. Muội còn tưởng huynh đã quên muội rồi. Không thể nào, ta vẫn luôn tìm muội. Huynh tìm muội à? Tìm được muội thì sao chứ? Ta sẽ lấy muội làm vợ. Ta muốn muội làm vợ của ta. Bộ dạng hiện giờ của muội, huynh vẫn còn muốn lấy muội à? Còn muốn không? Huynh sẽ lấy muội chứ? Đúng thế. Đừng tự gạt mình nữa, hãy tin ta. Ta không gạt muội đâu, ta sẽ lấy muội. Ta sẽ lấy muội. Ta sẽ lấy muội. Cả đời này ta sẽ mãi bên muội. Tuy rằng ở đây không có gì cả, nhưng mà không sao, muội cứ yên tâm. Ta có thể thề với đất trời.
Đây là muội. Đây là ta. Ông trời làm chứng, đất làm bà Mai, ta Mão Tùng, Hứa Kim Lăng nguyện kết phu thê. Từ bây giờ trở đi, ta sẽ khiến muội vui vẻ, ta sẽ làm cho muội hạnh phúc. Từ bây giờ trở đi, hai ta sẽ là phu thê, giống như hai đống cát này vậy, mãi mãi không chia lìa. Không bao giờ chia lìa, mãi mãi không chia lìa. Huynh có thể nhắm mắt lại không? Để muội hôn huynh. Đừng! Ta sẽ không bỏ muội đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nhảy xuống dưới rồi à? Chết rồi à? Muội biết thần tiên sẽ không gạt người. Kim Lăng đi rồi, đệ đệ cũng đi rồi. Bây giờ chỉ còn tao với mày thôi. Mày cũng buồn cho tao hả? Nhưng mà không sao, tao có thể nói cho mày biết. Chỉ cần Kim Lăng và đệ đệ hạnh phúc, Mào Đại Long tao sao cũng được. Thật đấy. Mào Đại Long đâu? Đệ đệ, đệ đệ, thím à, đêm hôm thím đi bơi à? Tôi đã bơi rất lâu mới đến được đây. Đẹp quá. Đó không phải là thần tiên, họ là bạn của Kim Lăng tỷ tỷ. Bạn bè gì ạ? À? Cô Tích đâu? Cô Tích đâu?
Chẳng lẽ là thần tiên thật à? Đệ đệ, cô gái đó là ai? Hơn 100 người, ai nhớ nổi chứ? Đừng hại huynh ấy. Người đừng nằm mơ nữa. Tình khốn kiếp, có biết ta đã tìm ngươi bao lâu trên trái đất này không? Bây giờ ngươi đã xuất hiện rồi, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ta sẽ không chạy. Ngươi thả huynh ấy ra. Ngươi cũng có tình cảm con người à? Hay để tôi tự giới thiệu với cô nhé. Tôi là đại ca của đệ ấy. Cô gái bên cạnh là đại tẩu của đệ ấy, cũng chính là vợ của tôi. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ không thấy nữa. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn. Nếu như cô muốn theo đuổi em trai tôi, hay là chuyển qua theo đuổi tôi cũng được. Tôi cũng là một anh chàng đẹp trai mà. Ai dám đối đầu với Hắc Đế Dương, đều chỉ có con đường chết. Biến. Nếu biến thành đàn ông thì không còn thích hợp với tôi nữa. Thế thì ngươi đi chết đi. Đại ca, Đại Long, ngay cả ta cũng không đánh lại, ngươi có tư cách gì đi đấu với Hắc Đế Vương? Người nhân từ là người mạnh nhất, có thể tập hợp sức mạnh của thiên địa. Ta không biết ngươi đang nói gì. Được, hôm nay ta sẽ dùng sức mạnh của Hảo Hán Sơn để đánh với ngươi. Mọi người, cố lên! Xin lỗi, tôi không chịu nổi nữa. Cô hãy nghỉ ngơi đi.
Huynh đang làm gì thế? Xem đại ca kìa. Bạo lực vốn không thể giải quyết vấn đề. Người nhân phải dùng đức thuyết phục người khác. Người vậy nói với Hắc Đế Đại Dương, bảo hắn nghĩ thật kỹ. Có phải hắn vẫn muốn đánh với ta nữa không? Các vị anh hùng, ta biết mọi người đều thân mang tuyệt kỹ, nhưng triều đình không trọng dụng các người. Hay là cùng ta trở về tinh cầu B16 phục vụ cho tinh cầu bọn ta? Hay quá, tuyệt thật. Đại ca, huynh đi không? Để cứ đi đi, huynh không đi đâu. Huynh bảo trọng nhé. Không ngờ chúng ta cũng trở thành thần tiên. Đúng thế đại ca. Đại hòa thượng, chúng ta đi thôi. Biểu tỷ, thật không chấp nhận được. Đã đến tay rồi mà vẫn để cho cô ta bay mất. Cũng không thể nói thế. Hứa Kim Lăng là một cô gái tốt. Lấy một lang quân như ý là lẽ tất nhiên thôi.